Những chuyện có nữ chính, tóc hồng mà mình biết. 1. Bắt cóc mami đưa về nhà. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em trả nợ thù mang. Một nụ hôn thương anh đôi vai phải chịu nhiều gánh vác. 2. Xin chào bạn học, thụ động. Chẳng có đời nào yên bình. Xuyên về thời học sinh, truy tìm lão công. Bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng, bây giờ ai làm em cho em.